Xã đảo Nhân Lý bây giờ khác xưa nhiều lắm, những ngôi nhà khang trang mọc lên. Chính quyền địa phương cho biết là không ít những ngôi nhà này được xây dựng từ số tiền gửi về từ Philippines. Xã đảo nhỏ bé này đang chứng kiến một làn sóng xuất ngoại ồ ạt mà điểm đến là Philippines. Bỏ lại sau lưng làng chài hiu quạnh, dòng người cất bước ly hương bằng tấm visa du lịch trên tay. Nhưng không phải ai cũng thành công, không phải ai cũng có thể kiếm tiền với giấc mơ đổi đời như vậy. Không phải mùa đi biển, nhưng làng biển vắng bóng thanh niên. Tháng 8 năm ngoái, con trai cùng con dâu của ông Dương Văn Đôi đi xuất khẩu lao động chui, để lại cho ông bà hai đứa cháu còn quá nhỏ. Có nhiều khi là nằm đêm mình nghĩ là mình cũng xót xa, bởi vì là cái tuổi của anh là chừng này rồi đó. Nhưng mà cũng vì điều kiện là kinh tế khó khăn đó. Và thay vì là bây giờ mình cũng phải ráng cố gắng như thế nào để tạo điều kiện cho con cháu mình ở bên đó là nó có cái lòng nó vững tâm một chút đó. Để cái cuộc sống mình đó là nó bươn chải, nó này kia thoải mái, nó có cái đồng tiền đó rồi là mai sau nó về. Nhà bà Điểm cũng có hai con đi xuất khẩu lao động chui. Gần 2 năm trước, bà vay 70 triệu đồng rồi bán một chiếc ghe làm vốn liếng cho hai con lên đường. Qua bên đó, con bà Điểm làm nghề buôn bán tại các chợ, nhưng vì khó khăn nên tới giờ vẫn không có tiền để trở về nước. Tôi mới hỏi nó là từ ngày mà con đi tới đây á, nếu con gì á thì cái thớt cũng đóng bao nhiêu. Nó nói là từ ngày cái năm con đi cũng tính tới bây giờ á, tính ra là tiền thớt không là cũng tên 30-40 gì đó. Đủ có tiền máy bay nữa, có thể là kiếm xe cho đủ 50-60 triệu mới về được Việt Nam. Mẹ làm gì đâu mà có mà về Việt Nam. Việc làm anh ở xứ người không dễ dàng. Con chen mà phải nhịn chứ đâu dám nói lớn tiếng được. Ví dụ như mình bán nó mà mình hỏi nợ nó không đưa thì mình phải nói ngọt nó. Chứ nói sẵn là lỡ có chuyện gì biết đâu nó lỡ nó quýnh hay là nó bính hay là gì đó cũng không dám. Đến nay, ít nhất đã có 500 trường hợp tại xã đảo Nhân Lý xuất khẩu lao động chui sang Philippines. Theo lãnh đạo địa phương, nguyên nhân của tình trạng này là bởi người dân không đủ sống bằng nghề biển, trong khi việc xuất khẩu lao động chui lại khá dễ dàng. Chỉ cần mất 200.000 đồng để làm hộ chiếu, cùng với chi phí vé máy bay là người dân có thể đi lao động chui tại Philippines theo diện đi du lịch nước ngoài. Chính quyền địa phương khẳng định không thể kiểm soát được chuyện này bởi việc cấp hộ chiếu du lịch là do phòng quản lý xuất nhập cảnh của công an tỉnh Bình Định thực hiện. Cấp visa là cỡ cả thành phố cũng không biết mà. Chỉ chỗ mà xuất nhập cảnh nó lên đó thì cứ mấy trăm ngàn mà chụp hình rồi làm cái hộ chiếu vậy đâu, cứ lên máy bay mua vé đi nè. Mấy ông biết hết ở đó đâu chứ không á. Cái đây là cái tầm vĩ mô ở trên kia, cả trung ương với tỉnh phải nghiên cứu cái này. Những đứa trẻ lớn lên trong sự thiếu vắng tình thương của cha mẹ. Cứ thế cuộc sống của người dân thả trôi theo những giấc mơ đổi đời. Bây giờ, một vài ngôi nhà khang trang mọc lên ở xã đảo vốn nghèo khó này. Người làng biển nhận thấy sự thay đổi, nhưng là thay đổi trong âu lo,